cây. Đây mình có cái motor của cái máy giặt cũ, cũng lâu năm rồi nhưng mà còn xài được tốt lắm. Motor máy giặt có cả ba luôn ha. Rồi. Lấy cái này làm sườn. Này là cái máy thể thao mà lâu năm không có xài. Này là cái sườn. Rồi cái máy tiện tay. Ok. Tháo ra. Xe được nè, nhúng thì còn tốt. Như đủ rồi. Cái này để đây nữa. Này, cái này vô đây. Được.
Xong. Gác vô ha.
can á. Ok, xong. Cả ba rồi gắn xong hết. Xài được không? Thử rồi. Chắc là được. Xong.